Bành, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa hạt Vinamilk 9 hạt được đầu bếp top 1% thế giới chấm giải tuyệt đối về vị ngon. Hôm nay Captain đến ủng hộ bạn, em thấy tiết mục này vừa rồi thế nào? Thật ra hôm nay cảm ơn chị Lương Bích Hữu và anh Oginus đã mang đến một tiết mục rất là cảm xúc cho mọi người và cho mình. Nghe xong bài này thì mình thấy cũng vô, nhưng mà chắc là cũng chỉ là vô địch. Em ơi, sau lưng em là hai chị đấy. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Trời ơi, quý vị thấy thằng em tôi thấy thương nghe, nó nhảy mà cái mặt nó xanh dần. Và bữa nay phải khá khen Lương Bích Hữu, đúng là không có cái gì không dám làm nha các bạn. Và quý vị thấy không, mình nói một câu nói thật sự nha. Nghệ sĩ của mình á, ở Việt Nam giỏi thật sự luôn. Và ngoài hát ra, quý vị thấy trình diễn bao nhiêu thứ dàn dựng trên sân khấu. Và ba cặp đôi có mặt ở chung kết là đều có lý do đúng của nó, đúng không quý vị? Rất là sáng tạo, từ một bài hát rất là xưa và mang cái giai điệu dân gian của Tây Bắc mà nghĩ ra để cùng kết hợp với một cái bài rất là trendy. Concept rất là rõ ràng, và một lần nữa phải minh chứng rằng là Oginus cũng rất là thông minh trong cái việc làm nhạc, produce tất cả các bài hát trong chương trình một lần. Nó một trạm phát theo Oginus và Lương Bích Hữu, thưa quý vị. Hữu với lại Nus đã quyết định là sẽ làm một màu khác biệt, xưa giờ chưa làm, đó là màu Tây Bắc. Nus sẽ phụ trách về cái phần produce về nhạc. Cái lý do mình chọn hai bài đó là bởi hai bài nổi tiếng đều hot, một bài là cũ, một bài là mới. Giờ mình muốn làm theo cái tinh thần đúng như tinh thần của Our Song ấy, đó là làm mới và sáng tạo, đấy cũng là thế mạnh của mình. Thì mình cảm thấy là nó sẽ là một cái sự liên kết khi mà mình chọn hai bài ấy. Mình cho là một sự ngẫu hứng đi. Thì ban đầu là nghĩ là chắc đơn giản là chỉ hai bài với nhau thôi. Lúc ấy tự nhiên trong đầu mình nảy ra cái câu là đi giữa trời rực rỡ để gặp nhau giữa rừng mơ, đi giữa trời rực rỡ để gặp nhau giữa rừng mơ đấy. Tự nhiên mình cảm thấy ở đây nó cũng là giống như kiểu là một cái mối nối giữa hai cái bài với nhau ấy. Thì mình cảm thấy là cái bài hát này nó cần phải có một cái gì đấy độc đáo. Thì tất cả mọi người đều quyết định là đưa siếc vào. Trình diễn sân khấu là phải có thêm siếc, vì vòng này là vòng tất cả mọi thứ, cái gì thì phải lôi ra chơi hết đi. Siếc thì siếc. Mà cái vòng nó coi như vậy thôi thì nó rất là cao so với một con người. Để mà mình nhảy lên, để mình gác cái chân nó lên thì Nus còn phải làm một cái đà lên nữa. Cái chân của Hữu với lại Nus chỗ này nè, từ bầm tím cho tới hết cảm giác luôn. Chị em động viên cho nhau, cố gắng. Bài cuối cùng rồi, chơi hết, không phải sợ gì cả. Hôm nay nghe được cái mix voice của Lương Bích Hữu hát hay quá, hát nhạc Tây Bắc mà xài mix voice hát hay ơi là hay. Cảm ơn chị. Cái bài này tập khó lắm không? Như thế này mới là thế mạnh của Hữu. Vậy hả? Đúng, tại vì hồi xưa đi học thanh nhạc là nhạc viện là học cái này đúng không? Đó. Rất là vui cùng trình diễn với lại Oginus với một tiết mục để dành tặng cho mọi người. Ở cuối năm như thế này á thì đương nhiên là Hữu cũng muốn mang một cái màu không khí vào những ngày lễ hội tưng bừng giống như ngày hôm nay như vậy nè. Luôn luôn sẽ cảm thấy là rất là sung sức. Sau chương trình quý vị thấy Oginus nó giỏi không quý vị? Hồi nãy nhảy rất là sexy, rất là nam tính luôn, cái đoạn mà ra cưỡi ngựa rồi đó. Đó, cái mặt nó đúng bad boy luôn. Cái này chắc năm sau phải đẩy nó vô anh trai quá à. Trời ơi, ủa, có anh trai Captain chứ ủng hộ bạn nữa. Rồi có mẹ Oginus nữa. Lúc sớm là Hữu cũng có chứng kiến là có Big Daddy đến đây. À vậy hả? Đúng rồi ạ. Hồi nãy có anh Big. Cái mùi này mùi của Big Daddy nè. Bên đây các thí sinh của Big Team mùa này có đến, nhưng mà tại vì chờ hơi lâu nên mà anh lại phải có một cái chuyến bay ra ngoài Hà Nội nên là không có kịp xem em diễn. Trời thương quá. Hôm nay Captain đến ủng hộ bạn, em thấy tiết mục này vừa rồi thế nào? Thật ra hôm nay cảm ơn chị Lương Bích Hữu và anh Oginus đã mang đến một tiết mục rất là cảm xúc cho mọi người và cho mình. Nghe xong bài này thì mình thấy cũng vô, nhưng mà chắc là cũng chỉ là vô địch. Em ơi, sau lưng em là hai chị đấy. Captain thấy là một cái chương trình như vậy, năm sau em có muốn tham gia không, nếu như được lời mời? Thật ra ở Anh Trai Say Hi thì em có sáng tác một bài hát có tên là Anh Em Gọi Là Có Mặt Ngay.
gọi để có mặt nhá. À, bây giờ hỏi nurse mẹ này. Vâng. Hôm nay là đêm chung kết rồi, chị thấy là cái hành trình mà con trai mình đi, chị có một cái cảm xúc gì trong cái đêm chung kết này không? Dù rằng là kết quả là thế nào đi chăng nữa thì cho tới ngày hôm nay mẹ của Duy rất là mãn nguyện và hạnh phúc, thấy rất tự hào về con. Mẹ Duy được nghe tâm sự của những người lớn tuổi đã tâm sự những lời như thế này, bảo là từ trước giờ chưa bao giờ xem chương trình giải trí, nhưng mà từ khi có cái chương trình này thì mọi người rất là chú ý khen ngợi. Sau buổi ngày hôm nay cho mẹ Duy có một lời cảm ơn tới tất cả. Cảm ơn chị. Mẹ Duy đáng yêu thế. Thế Duy đi đâu mẹ Duy cũng đi theo cổ vũ thế à? Dạ đúng rồi ạ. Mẹ em có một câu nói với em như thế này anh ạ. Mẹ em bảo em là hồi bé con đi theo mẹ, thì khi nào con lớn mẹ lại đi theo con. Đáng yêu nhỉ. Mẹ con như hai người bạn ấy. Chị cũng phải tự hào về Duy rồi. Hôm nay mình được quyền tự hào về con mình rồi. Điều mà mẹ Duy vừa nói là rất là đúng luôn. Hồi nãy sáng chị Thanh Lam mới nói với Thành là bây giờ hàng xóm Thanh Lam chụp lợi, khiều lợi, nói chuyện dữ lắm. Trời ơi, Lam biết không cả lò nhà chị xem chương trình này đấy. Gia đình mẹ 3-4 thế hệ bâu vào TV xem đúng giờ nè. Canh xem em đấy, đấy. Bây giờ là chương trình này là kết nối thế hệ đấy. Dạ. Đấy, đúng không? Đúng ạ, đúng ạ. Bây giờ các bạn không tin cứ ra quán bún chả ngồi 5 phút xem các bà bầu lại nói chuyện bàn về chuyện như này thôi. Đúng đấy. Đấy. Thưa quý vị, một lần nữa, một tràng pháo tay cho Lương Bích Hữu và Alternus. Và yêu thích tiết mục này, bình chọn ngay số 1. Bắt đầu. Vũ Thảo My, em thấy như thế nào về tiết mục vừa rồi? Khi mà coi tiết mục này thì trong đầu em chỉ có một suy nghĩ là cái đứa trẻ bên trong của em đang rất là vui chứng kiến một cái tiết mục rất dễ thương như vậy. Nếu như mà em được chứng kiến cái hồi mà em còn đi học á, thì em sẽ lấy bài này để em đi thi văn nghệ liền luôn. Tại vì quá dễ thương và đúng cái màu mà ngày xưa em hay đi diễn cho lớp em á. Thank you em. Còn Cam thấy sao Cam? Lúc mà em xem thì em tự nhiên chợt nhận ra một cái điều này. Không nói sao, nói hơi sến nha, nhưng mà mình rất là vui khi mà trong chương trình này mình làm bạn với bạn nha bạn ơi. Trên hết riêng chương trình này mình rất là vinh dự khi làm bạn với bạn ấy hả? Tại sao bao nhiêu người không nói câu đấy nhỉ? Sao bạn không nói câu đấy với tôi? Sao bạn không nói câu đấy với tôi? Lúc nãy ra chào đẩy thuyền thì à ơi, bây giờ xem người ta hát xong thì lại à lôi. Đấy. Kỳ á. Cảm ơn em hơi bị à ơi đấy nhá. Ý của em là thật ra là My là em đã biết từ trước rồi, nhưng mà ơi cho nó là trong chương trình này em mới gặp. Thôi tôi không tin đâu. Tôi sẽ quan sát em với Oceanus đấy, tôi đang quan sát đấy. Cô Duy mẹ ở đây đấy, không đùa đâu. Mà gu của Cam lại là giai Bắc. Là giai Bắc cơ. Mệt quá. Tôi có biết đấy. Mà nhìn cái kiểu này, cái miệng cứ nói đầy đầy vậy thôi. Nhưng mà gu đảm bảo là chap boy. Tôi thật sự đến tiết mục thứ ba thì tôi rất là vinh dự. Tất cả những cái pha mạo hiểm vừa rồi, nào là đu lên cái vòng này, quý vị nhìn để nó treo leo. Hữu cũng có nói là Hữu muốn là được nắm tay tất cả các bạn ở vòng cuối cơ. Hữu nói với lại Quyền là có cách nào để cho Hữu ngồi lên một cái vòng có thể là nắm tay hết tất cả mọi người được không? Hay thì Quyền mới nói là ok, sẵn sàng luôn. Mà hai cái cây này là hai cái cây mà cái boom đến tao quay phim đúng không quý vị? Là hai camera giờ vô ngủ rồi. Đây là cái vòng cuối cùng rồi. Từ đầu tới cuối thì mình cũng đã cảm ơn nhưng mà chưa có đủ hết. Đầu tiên là cảm ơn đạo diễn Vương Khang. Cảm ơn tất cả mọi người ở phía sau hậu trường đã giúp Hữu. Xin cảm ơn anh Khắc Hưng. Cũng phải cảm ơn Xin. Tại vì Xin đã mang Hữu đến đây. Có những cái lúc mà Hữu cảm thấy là chắc là mình không quay lại để mà đứng trên sân khấu để trình diễn và trở lại với chính bản thân mình với một cái dòng âm nhạc mới mẻ. Và Hữu bây giờ Hữu đã
trở lại. Cảm ơn chị rất là nhiều. Không nói chứ Lưu Quý Hữu là người sống rất là tình cảm. Và một lần nữa một tràng pháo tay cho những nghệ sĩ đã tham gia chương trình và cả ekip của chương trình Our Show Việt Nam. Ô trên hết sao nó hiền quá. Sao nó không nói năng gì đâu. Em có ai để cảm ơn không? Cảm ơn bạn Cam em ơi. Cảm ơn Cam. Cảm ơn Cam hả? Rồi. Vì là nhờ có Cam mà anh diễn sexy như thế. Nhờ có Cam mà anh diễn sexy sexy như thế. Trời ơi, trời đấy. Cũng đã nhiều năm. Cũng đã nhiều năm nay sống không biết tình yêu là gì cả. Thuyền, Orin với Orinus đó mọi người. Là mọi người cứ là gọi là dai dẳng từ đầu chương trình tới giờ. Hai cô Lan còn đẩy nữa thực sự luôn. Cái chương trình mà tự tay mi đóng cũng như là tự tay mi đi ship cặp, tự tay chèo đó, thì đã có những thuyền viên mới lên thuyền. Đó chính là cô Thanh Lam và chị Thu Minh. Bên cạnh đó còn có anh Thuyền nữa. Mong rằng là ba cái thuyền viên đắc lực này sẽ chèo mọi tay cho cái chiếc thuyền này. Mình thấy cái thuyền được là một cái thuyền mà giống như là nó đi trên bãi cát nha mọi người. Mọi người có tưởng tượng là một cái thuyền mà nó được chèo trên một cái bãi cát không, là nó cứ không có nước. Con hãy mở rộng lòng mình ra và hãy tin rằng tình yêu là có thật và tình yêu luôn đẹp trong trái tim mỗi người. Chúng tôi cần vài phút để quay trở lại với chương trình Our Song và đừng chuyển kênh nhé. VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.